Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng nay, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đã đến thăm và tặng quà một số gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đã đến thăm gia đình thương binh 1/4 Nguyễn Ngự, sinh năm 1961 và gia đình thương binh 3/4 Nguyễn Bá Cờ, sinh năm 1950 tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước công lao đóng góp to lớn của các thương binh, người tham gia kháng chiến, góp phần mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc của nhân dân. Trưởng ban Nội chính Thành ủy mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng vững mạnh. Nhấn mạnh truyền thống quý báu uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền quận Liên Chiểu và các cấp tiếp tục làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn, đồng thời tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.